Mười mấy năm trước mình có đi nhậu với mấy người bạn. Thì thường thường đàn ông đi nhậu tụ lại thì cũng có bàn về chuyện đàn ông xấu trai, có vợ đẹp, vân vân. Nói chung là đàn ông tụ lại nhậu rồi có một số người thì nói chuyện về phụ nữ. Thì có một vài người bạn người ta đặt cái câu hỏi với mình nói tại sao mấy cái ông xấu trai, mấy cái ông si trai mà có vợ rất là đẹp. Thì thường thường mấy cái ông xấu trai có vợ đẹp là tại vì mấy cái ông này mấy ông biết được cái điểm yếu của mấy ông, cho nên mấy ông này thường thường á ga lăng với phụ nữ chiều chuộng làm có tiền. Thường thường mấy cái ông xấu trai này không có ngại làm những cái công việc như là thầu xe cắt đồ, bốc vác đồ, hay là công việc những cái công việc mà mấy cái ông xí trai này ổng rất là cần cù, những cái công việc mà nhiều người công tử bột người ta chê đó. Thì mấy cái ông này thường thường làm có nhiều tiền. Thì tâm lý của người phụ nữ, cái female nature là cái bản chất của người phụ nữ đó, thì họ sống với một cái chữ trong tiếng Mỹ họ gọi là insecurity. Cho nên người phụ nữ người ta lúc nào cũng tìm đến một cái người có tiền để bảo bọc cái đời sống cho họ. Nhưng mà tất cả những cái thứ này thì nó chỉ là một cái không có thực tế, là tại vì người phụ nữ cái bộ não của họ họ có cái sở trường á là họ suy tưởng, họ không có thực tế như đàn ông. Đàn ông là mình phải có kinh nghiệm, có trải nghiệm, mình phải tai nghe mắt thấy. Người phụ nữ họ không có gì, họ chỉ có tưởng tượng hình dung. Cái ông đó có tiền là sẽ đem về nuôi mình đồ này nọ, đại khái đó. Thì tâm lý của người phụ nữ là người phụ nữ không có bàn cái người đàn ông đó đẹp trai, hễ cái người đàn ông đó có tiền bao bọc thì giống như mình vừa nói, trong cái tiếng Mỹ nó dùng cái từ là insecurity. Nhưng mà cái người phụ nữ này không có hiểu đó là trong cái đời sống, cái cuộc đời của con người của mình đó, không có cái gì gọi là insecurity cả, không có cái gì gọi là protection cả. Mình không có biết được những cái chuyện gì nó sẽ xảy ra trước mặt của mình, thật sự mình không biết trong một cái tương lai. Thì người phụ nữ thường thường á ảo tưởng, cho nên khi mà lấy được cái người chồng không có như ý thì cũng có số người Mỹ người ta ly dị, cuộc đời của người ta ly dị trung bình 3 lần. Đó, bởi vì người Mỹ người ta có mới có cái phong trào là đàn ông họ sống theo cái cách không có cần lập gia đình, chẳng hạn như ở bên Nhật. Thì trên nhân gian người ta có cái câu là đàn ông khôn người ta cũng không cần lấy vợ đẹp. Mấy người đàn ông lấy vợ không đẹp thì người ta cho đó là đàn ông khôn, thì cái đó khoa học họ cũng chứng minh là đúng. Đó thì cái bằng chứng là các bạn thấy như cái ông mà vị tổng thống, ông cố tổng thống John F. Kennedy đó, ổng mặc dù ổng là cũng là một cái vị tổng thống nhưng mà ổng cũng bay bom đồ ngoại tình với vợ, rồi vợ của mình, vợ đẹp của mình cũng có những cái cuộc tình ngoại luồng. Đó thì cái gì nó cũng cũng có cái được và cái mắc. Cái được là mấy cái người đàn ông xấu này có vợ rất là đẹp, nhưng mà cái mắc á là vợ đẹp của mấy cái ông này lúc nào cũng mơ màng tới một cái thiếu. Đó là cái tâm lý của phụ nữ.
Phụ nữ họ lúc nào họ cũng muốn sẽ đi tìm, trong cuộc đời của họ họ sẽ đi tìm những cái họ sẽ thiếu. Có nghĩa là mặc dù họ lấy cái người đàn ông xấu, mình đi làm móng tay mình cũng có quen cái cô này. Cô Việt Nam, cô lấy ông chồng lớn hơn cổ cũng đâu 40 tuổi đó. Thì hiện bây giờ cái ông chồng của cổ 80 tuổi mà cổ mới có gần 40, 39 40. Thì cổ cũng tâm sự đó, cổ nói thẳng ra cho mọi người trong tiệm nghe là cổ lấy ông ta là vì muốn lợi dụng kinh tế của cái ông chồng lớn tuổi. Cô này là người Việt Nam. Thì ông chồng cho phép, ông chồng nói bây giờ ổng bị bệnh hết phục vụ làm ăn gì được cho vợ. Cho phép cổ hai vợ chồng, cái ông chồng già này ký cái giấy ly dị nhưng mà giao điều kiện với cái cô vợ người Việt Nam này á, cho phép đi ra đường ban ngày. Cặp ai đó thì cặp, ổng không có bàn tại vì ổng lớn tuổi rồi, 80 rồi, nhưng mà yêu cầu cổ đừng có bỏ ổng, tối đi về sống bên cạnh ổng đó. Thì cô này cũng cũng nói thật sự, cô cũng tâm sự đó là cổ cũng lấy ổng. Thì mấy cái người thợ neo nói ủa bộ trên vũ trụ này hết đàn ông cho mày lấy, sao mày lấy cái ông chồng già hơn mày giống như đấng cha đấng chú. Thì cổ cũng nói thẳng cái luôn, cổ nói cổ lợi dụng ổng về kinh tế, tại vì hiện bây giờ cái ông này ổng được chính phủ cấp cho ổng một cái căn nhà miễn phí. Thì cô này sống bám theo ổng ở miễn phí đó. Thì cái được á, là mấy cái ông chồng xấu xí này được cái người vợ đẹp, nhưng mà mấy cái người vợ đẹp này á, lúc nào họ cũng tính Mỹ có dùng cái từ là fantasize đó, họ cũng mơ mộng tới những cái đàn ông đẹp trai. Tại vì cái sở trường, cái tâm lý của người phụ nữ là họ, thí dụ như họ có khuôn mặt không đẹp là họ sẽ muốn cái khuôn mặt đẹp, mà họ có ông chồng xấu thì họ sẽ muốn cái ông, sẽ có một cái ông chồng cái ông chồng đẹp trai. Cho nên có một thời gian mấy cái người khoa học người ta tìm hiểu, người ta nói trong cái lúc mấy người phụ nữ ăn ái với mấy cái ông chồng xấu á, thì họ muốn biết cái lên đỉnh của người phụ nữ suy nghĩ như thế nào. Thì hầu như là trên 90% là người phụ nữ người ta nói là người ta lúc đó người ta mơ mộng, người ta đang ăn ái với một cái anh chàng tài tử Brad Pitt, Johnny Chí hay là một cái anh chàng người mẫu nào, chứ không phải là chồng của mình. Đó là khoa học người ta nghiên cứu, người ta phỏng vấn nhiều ngàn người phụ nữ có mấy cái ông chồng xấu đó. Thì ý của mình chia sẻ với các bạn để cho các bạn có một cái kiến thức nó như thế này. Đúng là nhân gian người ta nói mấy cái ông chồng xấu có tiền, mấy ông có tiền mặt xấu, không có cần thiết mình phải đẹp trai đẹp tướng đẹp mã mà để có vợ đẹp. Có vợ đẹp là có nghĩa là xấu cũng được, xấu trai cũng được, nhưng mà cái người phụ nữ người ta lấy những cái ông chồng này á, người là người ta lấy về kinh tế chứ người ta không có lấy về tình yêu thật sự đó. Cái mà người phụ nữ không có là sẽ họ thầm ao ước, đó là những cái bí mật mà người phụ nữ không bao giờ cho ai biết, cho phái nam biết. Đó là những cái thầm bí của người ta. Bởi vì tại sao các bạn thấy có một số người phụ nữ mà người ta lợi dụng lấy chồng để mượn đường đi qua Mỹ đó, thì người ta tìm cách, người ta nói ô tối nay tôi có hẹn với bạn, tôi đi chỗ này chỗ kia chơi. Nhưng mà thật ra mấy cái người phụ nữ này á, là người ta đi ba nhậu nhẹt, người ta tìm tới những cái người đàn ông có cái mã đẹp hơn chồng của mình đó. Thì cái người phụ nữ đẹp này á, người ta lấy cái ông chồng xấu trai, người ta chỉ có lợi dụng thôi đó. Nhưng mà sau lưng cái ông chồng xấu trai này á, là người ta sẽ ngoại tình bằng cái cách tiếng Mỹ nó gọi là emotional affair, là tình cảm mà bằng cái cảm xúc.
Đó. Rồi có đôi khi người ta sẽ tình một đêm với những cái anh chàng đẹp trai. Các bạn hiểu không? Có nghĩa là mắc cái này được cái kia, chứ ý của mình muốn chia sẻ với các bạn là đừng có tưởng đâu á là người đàn ông xấu có tiền là được người phụ nữ đẹp. Họ đang sở hữu cái người đó là trên cái bề nổi thôi, nhưng mà trong cái tâm hồn của người phụ nữ á, lúc nào người ta cũng lén ông chồng đi làm công tác là người ta sẽ mở laptop, mở phone ra, người ta chat với mấy cái ông đàn ông, mấy cái em mà người mẫu đó. Nếu mà một số các bạn mà không đồng ý á, thì các bạn không biết chứ, mà mấy cái ông nội mà người mẫu mà ở Việt Nam mà đi lên Facebook kiếm mấy cái người phụ nữ chat đó, là mấy cái ông đó đang đồng ý với mình. Tại vì mấy cái ông nội này là chuyên gia, mấy ông rành về tâm lý của con người, cho nên đó phần đông á mấy cái ông nội này là đi ở bên Việt Nam mà giống như mấy người mà đại khái mà có tướng, có đẹp trai, có người mẫu đó. Rồi bây giờ mình nói với câu cuối cùng để chia tay với các bạn, để mình đi lo cho công chuyện là nó như vậy. Các bằng chứng á, là mấy cái người phụ nữ mà có chồng xấu xí á, người ta lén chồng của mình đó, thì người ta đi về Việt Nam hay là ở đâu đó các bạn, nó có những cái chỗ khu massage đó, thì những cái khu massage này đó là mấy cái anh chàng này á, phục vụ tận tâm cho mấy cái người phụ nữ. Đó là cái bình thường, cái human nature, con người của mình nó là như vậy. Cái người phụ nữ không có, họ sẽ thầm ao ước, sẽ họ muốn họ được có, các bạn biết không? Cho nên đâm ra các bạn đừng có nghĩ là mấy cái ông, ý của mình nói là thấy mấy cái ông chồng xấu xí này nọ có vợ không có đẹp là các bạn tưởng đâu là mấy cái ông này may mắn. Không, không có may mắn. Sau lưng của mấy cái ông này là mấy cái bà này sẽ chat, mặc dù họ không có ngoại tình bằng cái kiểu như là physical, là giống như mặt đối mặt, nhưng mà người ta fantasize là người ta ảo đó, người ta lên người ta chat chat lén mấy ông chồng chat với mấy anh chàng đẹp trai. Cho nên cái câu mà người ta nói đàn ông khôn không bao giờ lấy vợ đẹp nó vẫn là một cái câu đúng nhất. Còn có một số mấy cái bà mà nói ôi anh không có tự tin tại anh không có tiền có của, anh nói như vậy anh không có kinh nghiệm với gái đẹp. Đã nói, người ta đã nói là người ta khôn rồi, các bạn biết không, thì đừng có bàn tới nữa, đừng có biện hộ mà nói đổ thừa cái những cái người phụ nữ mà người ta nói như vậy đó. Thì trong cái tiếng Mỹ người ta nói là manipulation, manipulation